em tăng nhiều ký lắm. Tới cái ngày đi sinh á, em chỉ nói là em lăn thôi chứ em không có đi được. Cái bụng em nó vượt cái mặt em. Tháng thứ 7 thôi là em đã không thấy cái chân em đâu rồi, mà em vẫn chưa tới ngày sinh mà. Là bao nhiêu ký? Em tăng khoảng 40 ký. Lúc mình sinh mổ thì mình không thể nào mà cười được. Ông xã em có cái tật là hay gây em cười. Ông đâu có hiểu là khi mà mình cười thì cái cơ bụng của mình á nó sẽ xiết. Thì lúc mà ông nói kỷ niệm là em mất cười á, thì em cười mà em hận. Thì em nói là tại sao em lại em cười, em giờ là anh làm em cười rồi anh giết em á. Kim Hiền, Quỳnh Trâm, chào mừng quý vị đến với chương trình Chat với mẹ bỉm sữa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp một bà mẹ bỉm sữa rất là đặc biệt. Đó là mặc dù lấy chồng Tây nhưng mà đã trải qua một cái khoảng thời gian rất là dài sống ở Việt Nam. Dạ, em chào chị Kim Hiền, chào chị Quỳnh Trâm. Em tên là Ly Anasu. Em kết hôn được 8 năm và có hai em bé. Em bé của em thì bé gái 6 tuổi, còn bé trai thì 3 tuổi. Hiện tại thì em đang công tác tại công ty cung cấp thiết bị vật tư y tế. Rồi qua đây á, được bao lâu rồi? Em qua hơn 3 năm rưỡi rồi. 3 năm rưỡi, nhưng mà bé gái là 6 tuổi. Dạ đúng rồi. Vậy là bé gái sinh ở Việt Nam? Dạ, em sinh cả hai bé ở Việt Nam luôn. Thực ra là ông xã em là từ ngày yêu nhau và kết hôn thì tụi em ở Việt Nam với nhau. Xong rồi tụi em ở đó đến khi bé trai của em được 5 tháng thì tụi em định cư bên này. Wow, đây là trường hợp đặc biệt. Thường á là tụi Hiền sẽ chat với các bà mẹ bỉm sữa là người Việt sống tại Mỹ và coi cái cách sinh đẻ, cái cách giáo dục con như thế nào ở bên đây. Đối với em thì khi mà em sinh ở Việt Nam thì em vẫn rất là hài lòng, bởi vì cả hai lần sinh thì em đều lựa chọn được một dịch vụ rất là tốt. Đối với cả hai lần đi sinh thì em đều có những cái kỷ niệm rất là đặc biệt. Dù bây giờ con em là 6 tuổi và 3 tuổi rồi nhưng mà em vẫn nhớ rất là nhiều. Và thỉnh thoảng thì ai hỏi tới em như bây giờ chị đang hỏi em thì cái cảm xúc cái ngày đó nó cứ ù về. Ngay từ đầu tiên thì hai vợ chồng quyết định có em bé là mình đã tính từ trước chưa? Và cái cảm giác khi lần đầu tiên mà biết cái tin mình có con thì cả hai vợ chồng cảm thấy như thế nào? Thì thật ra là em kết hôn cũng gọi là khá sớm. Em kết hôn năm em tầm 24 tuổi, gần 25 tuổi. Và ông xã em thì lúc đó là 29 thôi. Nên là hai vợ chồng được coi như là khá trẻ. Nhưng mà em rất là thích có em bé. Tại vì em rất là thích có con lai. Thì em nói ông xã em là anh ơi hay mình có con đi. Thì ông xã em nói là thôi mới cưới mà thì mình phải đi du lịch khắp Việt Nam nữa chứ. Tại vì ông xã em là lúc đó là mới ở Việt Nam được một năm mấy, hai năm thôi. Xong rồi em cứ nói là thôi mình có con đi, sau này con mình lớn thì mình vẫn còn trẻ, mình vẫn còn đi được. Thì ảnh nói là thôi cứ để một hai năm đi. Em nói thôi mình năn nỉ hoài không được thì mình bỏ cuộc thôi. Khi nào mà ảnh đồng ý thì mình mới kế hoạch lâu dài khi mình trở thành bố mẹ. Nhưng mà cái dịp Tết Nguyên Đán thì vợ chồng em cũng đi du lịch. Thì lúc đó là tụi em đi qua bên Sinh. Thì tụi em có chơi những cái trò chơi cảm giác mạnh luôn, tại vì em không hề biết là em có bầu. Nhưng mà lúc đó là em đã trễ khoảng 2 ngày thì phải. Tại vì cơ thể em nó rất là bình thường, chưa bao giờ trễ hết. Nên là em khi mà vừa xuống sân bay ở Việt Nam á, là tụi em trên đường về là đã dừng ngay hiệu thuốc á để mua que thử. Em mua tới 5 cây luôn. Mình cảm giác là 1-2 ngày thì chắc là cái thai nó, nếu mà có đậu thai thì chắc là còn nhỏ lắm, nên là mua nhiều nhiều về để thử ngày này qua ngày kia thử có sao hay không. Thì khi về tới nhà kiểu như là vứt vali xong lấy là em vô thử liền. Thì khi mà em thử trong phòng tắm thì em thấy nó xuất hiện ra hai vạch. Cái vạch thứ hai nó mờ lắm nhưng mà nó có. Tinh thần của mình kiểu như lúc đó là ôi trời ơi, mình có bầu rồi. Như là ước mơ của mình là thành sự thật rồi. Thế là ông xã em cứ gõ cửa, xong chưa vợ ơi, xong chưa, có không? Cái mình nghĩ là trong đầu, thôi bây giờ làm sao, thôi bây giờ làm hai vợ chồng đồng ý, tại vì đâu còn gì bất ngờ nữa đâu. Thì đã thỏa thuận là vô thử thai rồi mà. Thế là em mở cửa đi ra, em đưa em nói là chắc có rồi nhưng mà mờ lắm. Ông xã em nhìn là có cần thử lại không? Em nói là thôi để sáng mai thử lại đi. Lấy điện thoại ra, coi Google thử là nếu mà đậu thai thì cái vệt thứ hai nó mờ hay nó đậm thì như thế nào. Thì coi thì ông xã em nói là thôi khỏi thử nữa, dính rồi đó, có bầu rồi đó. Cái em nghĩ là giờ làm sao. Tự nhiên quay qua thấy cái mặt ông xã em á rất là tĩnh lặng. Tự nhiên ông xã em rớt nước mắt xuống. Ảnh thì ảnh chưa đồng ý có con đâu, nhưng mà tự nhiên mình có bầu cái ảnh cũng xúc động, cũng rớt nước mắt xuống. Nhất mình lên cái xoay vòng vòng. Cái cảm giác là ôi trời, chắc nhà mình đang đóng phim này rồi. Không, đóng phim thiệt á. Không, mà cho chị hỏi là em nói là em thích con lai hả? Đúng rồi, chồng em là người nước ngoài. Đối với độ tuổi của ảnh thì có con tầm trước 30 thì nó quá là sớm đúng không? Nên là rất là khó thuyết phục. Sau đó là ảnh mở tủ lạnh ra một cái ly sữa và một cái ly bia.
đưa cho bà bầu một ly sữa, đưa cho ảnh một ly bia, chúc mừng là đã thành bố mẹ. Cảm giác là lần đầu tiên sẽ không bao giờ quên được, cái cảm giác là như vậy, em rất là thích. Tại vì bé đầu tiên thì nó cũng đã trải qua nhiều cái rất là tuyệt vời đối với hai vợ chồng rồi. Nhưng mà bé thứ hai là cái quá trình của em nó như thế nào? Bé thứ hai của em thì đến cũng rất là bất ngờ. Bởi vì thời gian đó thì tụi em cũng chưa hề nói đến việc là có bé thứ hai luôn. Tại vì bé đầu thì mới 3 tuổi thôi. Em nghĩ là phải bé đầu phải 5 tuổi thì em mới sẵn sàng cho bé thứ hai. Nhưng mà trong tuần đó thì em rất là buồn ngủ. Chứ bây giờ em buồn ngủ như vậy á. Em ngồi em làm việc mà em cứ hay ngủ gục. Mà thường thì em ngủ rất là đủ giấc. Em lại rất là thèm ăn. Em cứ đi ra căng tin em muốn này muốn kia, em ăn rất là nhiều. Xong rồi em đi tự em mua que thử thai. Em không có nói với ông xã của em. Khi mà thử thai xong thì em cứ ngồi trong phòng tắm nói giờ phải thông báo với ông xã làm sao đây. Không, em đi ra em nói chồng đưa cho vợ cái gối đi. Anh nói là chi vợ, để mà chồng dựa vô khi mà vợ thông báo vui hay bất ngờ hay gì đó, có cái gối để dựa. Cái rồi em nói sao vậy, kêu hai vạch, em đưa là hai vạch. Xong bảo là thì cái giỡn vậy, mà hôm đó phải cái tháng 4 đâu mà giỡn đúng không. Là anh chồng nói là ủa sao có bầu được, tại vì hai vợ chồng thực sự là chưa lên kế hoạch sinh bé thứ hai. Nên nhìn gương mặt chồng em thì em lên tưởng tượng đến lúc mà em thông báo bé đầu tiên thì nó hoàn toàn khác nhau, nhưng mà cũng rất là hạnh phúc. Bé trai thì có rất là nhiều kỷ niệm, tại vì nghén con trai á nó rất là khác với nghén con gái. Con trai em thì đạp nhiều hơn, em tăng nhiều ký lắm. Tới cái ngày đi sinh á, em chỉ nói là em lăn thôi chứ em không có đi được. Tức là khi mà em đi xuống cầu thang á, là một là em có ông xã em dịnh, không là em phải dịnh thành cầu thang, chứ còn em cảm giác là em không giữ thăng bằng được. Cái bụng em nó vượt cái mặt em, mà ai cũng nói là thì nếu mà nhìn từ trên đầu nhìn xuống mà không thấy cái đầu ngón chân á thì tới ngày sinh đúng không? Tháng thứ 7 thôi là em đã không thấy cái chân em đâu rồi, mà em vẫn chưa tới ngày sinh mà. Là bao nhiêu ký? Em tăng khoảng 40 ký. Bình thường là em bao nhiêu ký? Em khoảng 45-46 ký. Nói chung là, nhưng mà em có kinh nghiệm từ bé đầu tiên rồi, tại vì hai bé em đều tăng như nhau hết, nên là em cũng không có sợ. Khi mà mình sinh ra những đứa con rất là đáng yêu, và cái đó là cái mục đích của cuộc đời mình, thì mình hy sinh cái đó cũng không thành vấn đề. Và em cũng biết những cái kế hoạch để mình lấy lại cái vóc dáng như thế nào, rồi mình tập luyện ăn uống ra sao, thì cái đó không là vấn đề của em. Em chỉ rất là hạnh phúc khi mà sinh ra những em bé khỏe mạnh. Nhưng mà chị được biết là nếu như mà trong thai kỳ của em mà em tăng quá nhiều ký vậy, nhiều khi nó sẽ ảnh hưởng sức khỏe của em với lại con của em nữa. Cho nên là khi đó em tăng vậy thì bác sĩ có nói gì về cái chuyện mà em tăng cân quá nhiều không? Khi mà mình đi khám thai định kỳ thì là bác sĩ cũng theo dõi cân nặng. Đúng là bác sĩ có khuyên là mình nên hạn chế tinh bột, mình nên hạn chế những cái thức ăn ngọt. Nhưng mà thật sự là em không ăn gì hết nhưng em vẫn lên ký. Cái đó là không phải là lỗi của em nữa. Em nghĩ là do thai nhi phát triển quá tốt. Em từ tháng thứ 6, thứ 7 là em đã rất là hạn chế đồ ăn ngọt, tinh bột. Mọi thứ em thèm như trà sữa này nọ kia là em đã giảm rất là nhiều rồi. Nhưng mà nó cứ đều như vậy. Em nghĩ là em vẫn còn có thể kiểm soát được. Em không có ăn uống vô bổ, như là ăn nhiều thật nhiều vô để cho con cho mẹ. Tại vì em đã uống thuốc bổ rồi. Thì em ăn uống rất là bình thường thôi. Nhưng mà nó cứ tăng thôi thì mình phải chấp nhận thôi. Thật ra thì đối với em nghĩ là em là một trong những cái trường hợp mà em nghĩ em rất là may mắn. Bởi vì trải qua hai lần sinh nở thì em không biết cảm giác đau đẻ là gì hết. Là sao có thể nói cụ thể hơn được? Cả hai bé của em đều có vấn đề chung, đó là cái vòng đầu rất là bự. Thường là rất là khó cho mẹ để sinh thường. Bé đầu tiên thì bác sĩ cho em sinh thường, nhưng mà bởi vì em đã tới ngày sinh rồi, đã vào bệnh viện rồi, chờ một hai ngày vẫn còn không có dấu hiệu sinh. Cho nên là khi mà bác sĩ đẩy em vào và em bị tắt ối để sinh thường luôn, nhưng mà em không có bị gò, không có bị đau, không có bị gì hết. Cái mặt em cứ tỉnh vậy nè. Em ở trong cái khu vực mà chờ sinh á thì em thấy các mẹ khác là rên rỉ rồi lăn muốn lọt giường luôn, còn em cứ nằm nên em đo cân gò thì em cứ nghĩ trong đầu là ôi trời, cái quái gì đang xảy ra vậy, sao mình không có cảm giác đau gì hết. Em lo em hỏi y tá ơi, em không đau em có đẻ được không. Khi mà tắc ối rồi chờ lâu quá, con em nó không có tuột xuống như người ta, cái bụng nó cứ cao mà nó không có đi xuống. Sau khi mà tắc ối được vài tiếng thì em bị đẩy đi mổ luôn. Còn đối với bé thứ hai thì em được chỉ định mổ sau 38 tuần rưỡi, bởi vì hôm đó cái bụng em nó cứng quá, nó cứ siết lại như vậy cả ngày nè, mà không phải cân gò luôn. Em chỉ thấy khó chịu thôi chứ em không thấy đau. Em gọi cho bác sĩ của em,
thì bác sĩ em nói là em vô nhập viện đi rồi để anh kiểm tra. Khi em vào kiểm tra thì bác sĩ nói là cũng bình thường thôi, nhưng mà gò cứng quá, không hiểu lý do tại sao gò cứng. Cứ theo dõi rồi chờ khoảng được 2 tiếng thì bác sĩ chỉ định là, tại vì đã chỉ định mổ ngay từ đầu, tại vì vòng đầu của em bé nó to. Thì là bắt đầu là liền, lúc đó là có ông xã em với bé gái của em ở đó rồi. Bé gái em gần 3 tuổi lúc đó. Thì xong rồi gọi điện cho mẹ em vào thì là mọi người vào, thì lúc mà cái băng ca đẩy em vô cái thang máy á, để đi lên phòng mổ á, tự nhiên cái em xúc động quá. Tại vì em nghĩ cái cảm giác là mỗi lần mình vô phòng mổ thì đều có những cái tai biến nó rất là mình không thể nào đoán trước được, cho nên là em nghĩ cảm giác lúc đó là nếu mà có gì xảy ra với em thì con em với chồng em sẽ như thế nào. Khi mà y tá vậy đẩy cái băng ca vô trong thang máy á, em xa mọi người á, tự nhiên em làm như vậy nè. Em chào như vậy nè, nhưng mà nước mắt em nó rơi xuống. Rồi em thấy mẹ em cũng khóc, em thấy ông xã em cái mắt cũng rưng rưng luôn. Em nói trời, sao giống như phim vậy trời. Thì lúc mà mình sinh mổ thì mình không thể nào mà cười được. Ông xã em có cái tật là hay gậy em cười, cái thấy em đau quá, thấy em rên rỉ quá thì ông lại nhắc cái này nhắc cái kia. Rồi ông đâu có hiểu là khi mà mình cười thì cái cơ bụng đau của mình á, nó sẽ xiết. Thì lúc mà ông nói kỷ niệm là em mất cười á, thì em cười mà em hận. Em nói là tại sao em lại em cười, em giờ là anh làm em cười rồi anh giết em á. Rất là đau đớn mà tội nghiệp ông. Cái mặt ảnh nó là bơ ra như vậy nè. Không hiểu tại sao mình làm vợ cười để bớt đau mà tự nhiên vợ lại đau. Lại đó. Lúc mà may vết mổ á, thì bác sĩ nói với em là sinh lần này xong, nếu mà muốn sinh thêm em bé nữa thì 3 năm nữa cũng sinh được nha. Em mới nói là nếu mà 3 năm nữa mà chồng em sinh được đứa nữa thì em mới sinh, còn không thì em dừng. Cả ekip cười luôn. Nhưng mà đối với em thì hai bé là đủ rồi. Trai gái gì hai bé cũng là vui rồi. Nhìn hai bé chơi với nhau rồi san sẻ mọi thứ với nhau. Nhưng bây giờ thì em nghĩ là cái quyết định đó là hoàn toàn đúng đắn. Rồi sau khi sinh đó thì nó như thế nào? Cái cơ thể của mình nó có thay đổi nhiều không? Cái việc đầu tiên là khi mà mình tập những cái bước đi đầu tiên sau khi mình từ phòng hồi sức về á, thì đúng là mình vẫn còn thấy cái bụng mình rất là bự. Em tưởng tượng là khi mà em sinh xong thì em sẽ giảm được khoảng 20kg. Nhưng sự thật không phải là như vậy. Em suy xuống khoảng 9-10kg thôi. Và cái bụng của em nó rất là bự. Và cái việc mà em phải chích cái mũi gây tê ở tủy sống á, đến tận bây giờ là đã đem đến cho em một cái nỗi ám ảnh là em sợ kim tim. Thế nỗi mà ở đây là mình hay đi chích ngừa cúm hàng năm đúng không? Thì tưởng tượng là tháng 10 năm ngoái khi em đi chích cúm là ông xã em phải ghì chặt em vô. Tại vì từ ngày mà em chích cái mũi gây tê tới giờ là em có thấy kim tim là người em run bần bật. Ngay cả chích ngừa cho con là em cũng không có nhìn. Em sẽ cho y tá hoặc là ông xã em giữ con em chứ em không dám nhìn kim tim. Ông xã em học cái chương trình liên kết với bên châu Âu, học ở Việt Nam và ban ngày thì đi làm, còn ban đêm thì đi học. Ông xã em còn trẻ và em cũng khuyến khích là học tập để trau dồi thêm. Với lại em lúc nào cũng nhắc nhở là anh học đi để sau này là làm tấm gương sáng cho con. Như vậy mà anh cũng nói là thấy là vợ định hướng rất là đúng. Thì cái nào mình làm không được thì mình sẽ hướng dẫn chồng mình làm. Là như vậy. Vợ chồng văn minh quá. Vừa đi học vừa chăm con rồi vừa lo cuộc sống gia đình. Có bị vất vả lắm không? Thực ra thì chăm con nhỏ thì không ai nói là mình khỏe hết. Nhưng mà em được cái may mắn là có sự chia sẻ và đồng hành của ông xã. Và thêm một cái nữa là con em trộm ví nó rất là ngoan, khỏe mạnh, rất là hiếm khi bệnh vặt. Ông xã em là thứ nhất cũng thương con, thứ hai cũng thương vợ, nên là cái việc chăm con thì ảnh san sẻ coi như là thầu hết toàn bộ luôn. Em là ví dụ như là buổi tối mà chăm lúc bé sơ sinh á, thì con em nằm cũi riêng, cứ tới đêm mà em bé ngọ ngoại cái là ảnh bật dậy ôm con đưa cho mẹ để mẹ cho em bé bú. Thì em nghĩ là thời gian đầu thì do em mổ nên vết mổ còn đau thì là ảnh làm như vậy để em không cần di chuyển thôi. Nhưng mà riết mấy tuần sau em hết đau ảnh cũng làm vậy luôn. Có một cái mặc định ở trong người là cứ nghe tiếng em bé ọe là bật dậy bồng bé đưa cho em, biết tỉnh hay không luôn á. Khi mà em cho bú xong thì lại khều khều lại bồng đưa trả về cái củi. Vậy luôn là xong rồi. Đến sau này thì khi mà con em cai sữa xong á thì em bé còn bú bình đêm á, thì em bé thức thì ảnh cũng dậy pha sữa cho con. Em là chỉ có việc ngủ thẳng cẳng thôi. Hai vợ chồng em có vấn đề là ảnh rất là dễ ngủ. Còn em thì em rất là khó ngủ. Khi mà em thức rồi á, thì em rất là khó để mà đi ngủ lại. Còn ảnh thì pha sữa cho con bú xong, cho con ở hơi xong là quay liền ngủ là ngủ cái phèo luôn. Nên là ai có cái ưu điểm gì thì cứ phát huy, còn ai có nhược điểm gì thì cứ để như vậy thôi. Nhưng mà em sống ở Việt Nam,
sinh con cũng ở Việt Nam mà lại có quan niệm là con là phải ngủ riêng. Tại sao em lại có quan niệm đó? Thực ra thì em thích ấm con hơn. Em là em nghiện con, nghiện cái mùi sữa, nghiện cái mùi thơm của em bé. Nhưng mà ông xã em thì ông báo là nếu như mà em ấm từ đầu á thì sau này là nó sẽ bám cái mùi của em rất là nhiều. Và con nít thì nó cũng là một cái cá thể độc lập, thì mình phải cho em bé nó độc lập, cho em bé ngủ riêng thì nói chung là mình cũng thoải mái hơn và cũng an toàn cho em bé hơn. Nhưng mà thêm một cái nữa là người Việt mình thì hay là cạo đầu em bé để có tóc đẹp hơn, đúng không? Một dày hơn. Em cứ nghĩ là ra tháng thì cạo đầu đi để cho bé gái thì tóc mình sẽ đẹp, sẽ óng ánh, dày ra. Tự nhiên đụng tới đó là hai vợ chồng mâu thuẫn cực kỳ. Nói là cái tóc của em bé tại sao phải cạo? Em nói là ở đây ai cũng cạo hết á, tuyệt đối không cho em cạo. Nên là em quyết định thôi em chiều chồng em, tại vì chồng em là người lo cho con em nhờ. Nên là em không cạo. Không cạo thì tóc con em tới khoảng mấy tháng á thì nó mọc dởm lên như vậy, là như bãi cỏ xanh vậy đó. Nhìn rất là mắc cười. Lúc đó thì nó thấy chưa, không cạo đầu nên là cái tóc nó mọc lên như vậy đó. Tóc em bé mà thì dễ thương mà, có gì đâu. Nên là mỗi lần em up hình lên Facebook, bạn bè em cứ nói cái tóc em bé mắc cười quá. Có những cái đó, nhưng mà ông xã em thì chăm con rất là tốt. Ảnh rất là kỹ đến nỗi mà cái quần áo riêng của con á thì ảnh sẽ giặt riêng, xả hoặc nước giặt dành cho em bé luôn. Cái đó là em không hề biết. Em rất là ngưỡng mộ cái chuyện đó, là em không hề biết là mình phải giặt đồ em bé riêng. Tại vì khi nào em bé ra da nhạy cảm thì mình mới cần đến, đúng không? Nhưng mà em thấy con em thì da dẻ rồi bình thường, không có kiểu như là cần cái gì đặc biệt quá. Nhưng mà em nói là con nít thì phải chăm sóc riêng. Nên là ảnh là người sẽ lo cái vụ giặt giũ cho con em. Ngay cả cái thời gian mà tháng đầu tiên á, mẹ em tới ở cùng để phụ giúp thì mẹ em ở đó, nhưng mà ảnh vẫn là người giặt giũ cho con và em. Thì mẹ em thì không cần làm gì hết, mẹ em chỉ lo cho cái việc ăn uống của em được thuận lợi thôi. Vậy là anh cũng nghiên cứu kỹ lắm á. Mà tính ra hồi nãy nói rằng là chưa có ready muốn có con mới đi du lịch, mà xong khi có con cái là làm như đúng rồi luôn. Khi mà em bé ra đời vậy á thì có cái sự mâu thuẫn của hai vợ chồng không? Hai cái nền văn hóa thì khó mà mình phải có thời gian để mình hòa hợp được. Thứ nhất là cái tâm lý của bên Việt Nam thì khi mà sinh á thì lúc nào cũng thích có bà ngoại để chăm giúp con cho mình, tại vì bà ngoại rất là nhiều kinh nghiệm. Nên là em có nhờ mẹ em thì mẹ em cũng ok thôi, mẹ em cũng rất là thương và sẵn sàng giúp đỡ con gái. Nhưng mà chồng em thì chỉ thỏa thuận là mẹ chỉ được chăm cho đến lúc em hết đau thôi, tức là trong khoảng 3 đến 4 tuần thôi, bà ngoại phải đi về lại nhà, không có được ở để chăm giùm nữa. Kiểu như là lúc đó thì tại vì có mình em ở nhà chăm con thôi, mà trong xã em thì đi làm, thì em ở nhà một mình thì có mẹ thì có người trò chuyện thì nó sẽ đỡ hơn, và khi mà con khóc con quấy thì có bà ngoại dỗ đỡ thì cũng được. Nhưng mà thực sự thì là anh không đồng ý. Tại vì ở văn hóa bên này là vợ chồng phải tự chăm con. Tụi em cứ tới đi lui cái vấn đề đó rất là nhiều lần. Thì em khóc thì anh nói là khi em đã quyết định có con thì em đã là người lớn rồi. Người lớn thì không có nên ỷ vào bố mẹ nữa. Anh rất là thương mẹ em, rất là thích đồ ăn mẹ em nấu, nhưng mà không có thích có người chăm con cho mình. Anh nói là cái gì không làm được thì anh sẽ làm. Mình rất là hụt hẫng. Nhưng mà lúc đó em có phải giận dữ lớn tiếng không? Tại vì thường là tâm lý là người mẹ nào sinh con ra, cái cảm xúc đó, nó mạnh lắm. Em khóc thôi. Nhưng mà ông xã em thì rất là sợ khi em khóc. Sợ thì sợ thôi chứ cũng không có kiểu như là bị thuyết phục đâu. Cái nào đúng thì là phải theo thôi. Vợ chồng em thì kết hôn 8 năm. Những cái số lần mà tụi em cãi vã thì không hề có. Thường là em là người gây chiến thôi, chứ còn ông xã em thì anh cứ thích lắng nghe khi mà em nổi trận lôi đình lên. Một là anh không nói gì, hay là anh cứ để em nói. Nói xong thì anh nói là giờ em nói hết chưa, tới lượt anh chưa. Cái câu hỏi đó là làm mình nguội mất tiêu rồi, không còn hứng nữa. Phụ nữ thì lâu lâu thì thấy cuộc sống nó yên bình quá, nó hạnh phúc quá thì cũng phải gây chiến để mà mình có những cái xung đột thì mình thấy là gia đình nó có không khí lạ. Đúng không? Cho nên là thỉnh thoảng lâu lâu em họ hỏi chồng em á, kêu là anh có phải lâu lắm rồi em không nổi giận hay không, thì em sẽ nói là ủa tốt mà sao lại phải nổi giận. Chị thấy là ông xã em có vẻ rất là kiên định, thì không biết rằng trong cái chuyện dạy con hai vợ chồng có những cái xích mích với nhau hay không. Ra thì hai vợ chồng em đúng là có nhiều cái mâu thuẫn về việc dạy con, nhưng mà thường là em sẽ là người theo trong xã em, bởi vì ông xã em định hướng cho các bé là tập trung và phát triển những cái hoạt động thể chất cho con, làm mọi thứ độc lập, từ việc ăn uống vệ sinh đến việc mà bé tự chọn đồ.
là bé tự làm hết. Tức là em cho con em ăn dặm là cực kỳ khỏe, bởi vì là em cứ để đó bé muốn ăn gì bé ăn. Tự bóc đúng không? Đúng em? Rồi, cái việc ăn uống của con là em không hề là ép buộc con em là ăn uống rất là thoải mái. Bé thích ăn thì ăn, không thích ăn thì không sao hết. Từ nhỏ đó là anh ấy đã được giống như là mẹ của ảnh là chăm ảnh như thế nào, tới khi ảnh có một cái đứa con thì ảnh cũng sẽ truyền lại y chang đó. Và đó là cách mà để hai người có thể gọi là mâu thuẫn đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, mâu thuẫn lắm, tại vì mình thì mình vẫn còn là phụ nữ Việt Nam mà. Đã mình đúng vẫn phải rồi. Mình muốn con mặc đồ như thế này nè dễ thương, mình muốn mặc năm công chúa nhưng mà em bé không thích, nhưng mà con không thích thì mình không ép được. Đúng rồi, một cá thể biệt lập thì bé nó có quyền để bé chọn những gì em bé thích. Yeah. Mặc dù em bé không biết đó là đẹp hay không đẹp, nhưng cái đó là sở thích. Thì đến tận bây giờ thì em thấy là cái cách ông xã em định hướng thì hoàn toàn đúng. Các bé có thể tự tắm, tự mặc quần áo, tự mang giày. Buổi sáng thì bé tự chọn đồ để đi học, rất là nhẹ nhàng cho mình. Đúng rồi. Mình chỉ cần là ghi cái lịch lên thôi, nhìn cái ký hiệu á là em bé đã biết là tự làm cái gì rồi. Tại vì bên đây là bắt đầu cho mấy đứa nhỏ là tự lập hết. Giống như con chị là ăn xong là biết tự để vô trong cái bồn. Đúng rồi. Tự hết và biết cái đồ ăn thừa là sẽ để vô cái trát. Vậy thì bây giờ em đã quay trở lại với công việc chưa? Với lại lúc mà khi em sinh con thì em chăm con hoàn toàn luôn hay là vừa đi làm rồi vừa chăm con? Khi sinh bé đầu tiên thì sau 6 tháng nghỉ thai sản em nghỉ việc luôn. Tại vì ông xã em muốn em ở nhà toàn tâm toàn ý lo cho bé gái đầu lòng. Lúc đó thì rất là căng thẳng đối với em, tại vì em là một người rất là thích ra ngoài, thích đi tới đi lui, thích giao tiếp với mọi người. Mà bây giờ kêu em ở nhà chăm con, em không chuẩn bị được. Đến gần ngày quay trở lại làm việc thì em mới nói chuyện với ông xã em về chuyện đó. Là ông xã em nói là nếu mà đi làm thì là ai chăm con, thuê giúp việc thì mình có tin tưởng được giúp việc hay không, rồi cho bé đi nhà trẻ thì sẽ như thế nào, rồi bé còn nhỏ quá, nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì bé cũng không có nói được cho mình nghe. Hai vợ chồng em hơi căng thẳng một vài tuần. Nhưng mà cuối cùng thì suy nghĩ lại mọi thứ. Lúc đó em hình như là em 26 tuổi. Em nghĩ là nếu mà mình chăm con đến khi con cứng cáp thì mình xin lại việc làm không muộn màng gì hết. Công việc thì mình có thể làm suốt đời, nhưng mà chăm con những cái tháng đầu tiên, những cái năm đầu đời thì nó mới là cực kỳ quan trọng. Em suy nghĩ rất là nhiều đêm và cuối cùng em đã quyết định từ bỏ công việc để ở nhà chăm con. Đó là khoảng thời gian rất là khó khăn đối với em. Nhưng mà em đã có những cái thời gian rất là hạnh phúc với con. Em đưa con em đi rất là nhiều nơi mỗi ngày. Đưa đi khu vui chơi, đưa bé đi bơi, rồi đưa bé đi học những cái lớp kỹ năng cho em bé như là lớp Gymboree đó. Thì cho bé giao tiếp với những em bé khác, rồi cho bé tập vận động. Nói chung là em có những cái khoảng thời gian rất là hạnh phúc. Qua chương trình này thì em muốn nhắn gửi gì đến các bà mẹ bỉm sữa đang sống ở Việt Nam cũng như là đang sống tại Hoa Kỳ không? Em muốn nhắn đến các mẹ là trong quá trình mang thai, sinh con, chăm con thì mỗi người đều có một kỷ niệm rất là khác và những cái trải nghiệm rất là khác. Nhưng mà chung quy lại thì chúng ta vẫn là những bà mẹ hạnh phúc nhất khi mà nhìn những đứa con của mình phát triển hàng ngày. Em xin cảm ơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn em đã dành thời gian đến đây để mà chia sẻ cùng chị cũng như là Quỳnh Trâm.